Theo báo cáo từ Văn phòng Quản lý Đường bộ 4.3, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3, tại km 45 330 phải tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ lật xe khách. Thời điểm trên, xe khách loại 29 chỗ ngồi chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Bến Tre bị lạc lái và va vào hộ lan tôn sóng rồi lao xuống ta luy đường. Vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng và một số người bị trầy xước nhẹ, hư hỏng một số tài sản cao tốc. Đang ngổn nước đây nè, nghe một cái đùng, xong là chạy ra là chiếc xe nó lật, ình ngang đâm gãy lan can á, ình ngang lật ngang đó. Rồi xong tôi mới chạy bay qua hàng rào lấy búa đập, cứu lôi ta ra. Điện xe cấp cứu với chặn một chiếc xe cấp cứu ta đang chở ở Sài Gòn ta về á, nhưng mà chở bệnh nhân nhẹ đó, rồi mới chặn xe lại mới đưa mấy người nặng lên đi trước, 4-5 người nặng lên đi trước. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Trong số 20 hành khách trên xe thì một số người được các xe khách đưa về, một số được xe cứu thương chở đi bệnh viện. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.